Hãy nhớ là lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất thì Hà Nội chưa thất bại, đều tỷ số 1 đều, 3-0 và 4-0. Hãy nhớ là khi mà Hải xem thì Hải nhớ có chú Kea Tiên Sắc, chú Thung Lao và chú Dusit. 3 cầu thủ ghi bàn vào lưới Gia Lai nhiều nhất là Hải nhớ không nhầm thì là anh Văn Quyết, Hoàng Vũ Sang Sơn và Oseli. Hải nhớ năm đấy Hải khá nhỏ nên chắc là Hải không nhớ. Hải nghĩ rằng là như anh đã thi đấu lâu năm ở V-League thì như anh Thành Lương này, anh Tấn Tài, anh Tấn Trường đấu đầu với Gia Lai rất là nhiều rồi. Năm đó Hải xem qua TV thì năm 2010 thì có anh Quốc Long này, huấn luyện viên hiện tại là anh Tiến Dũng và anh Dương Hồng Sơn. Ba điều Hà Nội có mà Gia Lai không có, Hải nghĩ rằng sân đấu hàng đẫy, thời tiết mùa nồm hiện tại ngoài Hà Nội và Quang Hải. Quang Hải.